Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971, đối tượng tình nghi thực hiện hành vi đầu độc khí CO, carbon monoxide, khiến vợ, sinh năm 1974, và ba con gái lần lượt sinh năm 2002, 2009, 2013 của mình thiệt mạng. Sự việc xảy ra tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm ngày 23 tháng 8. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ khởi tố Hồ Xuân Hải để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hồ Xuân Hải đã chủ động tìm mua một bình khí CO. Rạng sáng ngày 23 tháng 8, khi vợ và các con ngủ say, Hải đã dùng bình khí này đầu độc vợ và các con, sau đó cùng vào ngủ với mục đích tự tử cùng. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Hồ Xuân Hải khai nhận gia đình đầu tư trang trại nuôi heo nhưng kinh doanh thất bại dẫn đến nợ nần số tiền lớn. Hải thực hiện ý định đầu độc cả nhà bằng khí CO để thoát khỏi cảnh bế tắc.